Sao nào? Có chuyện gì định nói với Dượng? Tại sao cứ im lặng thế? Sao Dượng lại giấu con chuyện nợ nần ạ? Cái gì? Con nói cái gì Dượng không hiểu? Chị My đã nói với con về tình hình tài chính thực sự của công ty. Nó đã xấu đi từ năm 2020 vì những khoản đầu tư bên ngoài mà không mang lại lợi nhuận. Dượng cũng định kể cho con nghe, nhưng sợ con lại nói với mẹ. Nhưng tại sao Dượng lại phải mạo hiểm trong khi mọi thứ nó đang tốt lên ạ? Ước mơ của Dượng là muốn đưa Hồng Đơn vượt lên dẫn đầu, mà mong muốn cuộc sống của mẹ con tốt đẹp hơn nữa. Đặc biệt, Dượng muốn dành một chút cho con để đi lấy chồng. Nhưng đến khi Dượng nhận ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn. Và Dượng đành phải ngửa tay nhận tiền của người ta. Sư ông, với gia đình thì có thể nghĩ đơn giản đây là chuyện được mất. Nhưng còn với người ngoài, đặc biệt là tay đông, Dượng có nghĩ đến hậu quả khi hắn ta biết chuyện không ạ? Nhưng Dượng đã ký được hợp đồng với tay đông rồi. Chưa chắc đâu ạ. Kể cả là tiền có về tài khoản thì cũng không hẳn đã là chuyện tốt. Ý của con là? Con sợ tay đông đã biết chuyện. Và Dượng đã cầm dao đằng lưỡi đi ạ.